Vĩnh Hằng, kính cầu đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Lễ vũ đã hoàn tất, ban tổ chức lễ tang và gia đình xin chân thành cảm ơn đoàn. Ban tổ chức lễ tang và gia đình xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu ban chấp hành hội người cao tuổi xã Đức Quý do Nguyễn Đức Quyền chủ tịch hội vào làm trưởng đoàn, kính mời đoàn và đại biểu. Kính mời đoàn hành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Ban tổ chức lễ tang và gia đình xin trân trọng giới thiệu kính mời đoàn đại biểu hội đồng hương xã Đức Phong cùng với con của cụ Phong là bà Khánh và bà Thư do bà Đỗ Thị Sợ làm trưởng đoàn, kính mời đoàn vào dân lễ dân hương. Kính mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Lễ tang và gia đình xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu chi hội người cao tuổi thôn Đức Thuận do Phạm Văn Phượng chi hội trưởng làm trưởng đoàn, kính mời đoàn vào dân lễ dân hương. Phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Ban tổ chức lễ tang và gia đình xin trân trọng giới thiệu kính mời đoàn đại biểu hội hưu thôn Đức Vận xã Đức Quý do Vũ Thế Thường làm trưởng đoàn, kính mời đoàn vào dân lễ dân hương. Dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Lễ vũ đã hoàn tất, ban tổ chức lễ tang và gia đình xin chân thành cảm ơn. Ban tổ chức lễ tang và gia đình xin trân trọng giới thiệu kính mời đoàn đại biểu công ty than Quảng Ninh là bạn với ông Thiên qua rẻ vụ do Ngô Sĩ Hùng làm trưởng đoàn, kính mời đoàn vào dân lễ dân hương. Kính mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Lễ tang và gia đình xin trân trọng giới thiệu kính mời đoàn đại biểu ngoại tộc do Đỗ Văn Khánh làm trưởng đoàn, kính mời đoàn vào dân lễ dân hương. Kính mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Chức lễ tang cùng gia đình trân trọng kính mời đoàn đại biểu hội đồng môn xã Đôn Quý
quan hệ với bạn. Ông Toàn là con của cụ Vong, do Nguyễn Quang Hải là trưởng đoàn vào thắp hương kính viếng hương hồn. Cùng gia đình trân trọng kính mời Ban chấp hành Nguyễn Đại Tôn Tây Sơn Tiểu Hoàng do Nguyễn Văn Năm là trưởng đoàn vào thắp hương kính viếng gương hồn cổ. Cùng gia đình trân trọng kính mời đoàn đại biểu họ Đoàn làng Trà Lý quan hệ với ông Đoàn Đức Thu là trưởng đoàn, xin mời đoàn vào thắp hương kính viếng ông cụ ông Đoàn chuẩn bị vào viếng. Cùng gia đình trân trọng kính mời đoàn đại biểu chi bộ thôn Lũng Nhuận do đồng chí Bùi Đình Chiến là trưởng đoàn vào thắp hương kính viếng hương hồn đồng chí. Xin mời đoàn vào thắp hương kính viếng.
Hoàng Trung Đông thôn Hạnh ốc Đoàn cùng con cháu là bà thông gia với cụ Phong do cụ Đông là trưởng đoàn, xin mời đoàn vào thắp hương. Bàn dành phút hoặc đẹp, phút hoặc đẹp bắt đầu. Do ông Vũ Điện là trưởng đoàn vào thắp hương kính viếng gương hồn cổ. Cùng gia đình trân trọng kính mời đoàn đại biểu ông Nguyễn Văn Nuôi cùng gia đình ở Hà Nội, quan hệ với gia đình thông gia với ông bà Toàn Yến do ông Nguyễn Văn Nuôi là trưởng đoàn, xin mời đoàn vào thắp hương kính viếng hương hồn cổ. Thông gia với con bà Chiến Tâm
con Ngục Thượng Phong do Bảo Oanh là trưởng đoàn, xin kính mời đoàn vào thắp hương. Thank you.
giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu ông Minh, ông Chín, ông Lượng, thôn Hải Lận là anh em với ông Xuyên. Ông Xuyên con rể cũng xin kính mời đoàn vào dân lễ cho hương. Lễ tang của gia đình xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu gia đình ông Đồi thôn Hải Duận thông gia với bà Thanh con gái cụ Quang do ông Đồi làm trưởng đoàn kính mời đoàn vào dân lễ dân hương. Dân cư với ông Minh bà Son là con rể của cụ xin kính mời đoàn vào dân lễ cho thôi. Mời đoàn dành phút vạn niệm bắt đầu. Giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu hội đồng môn khóa 1982-1988 là bạn với và thơ nhà là con của Vũ Văn do Trần Văn Luật làm trưởng đoàn kính mời đoàn vào dân lễ. Phút bạc niệm bắt đầu. Sinh vật cảnh thôn Đốc Luận do Dương Xuân Cơ làm trưởng đoàn kính mời đoàn vào dân lễ dân hương. Dành một phút bạc niệm bắt đầu. Đoàn tổ chức lễ tang của gia đình xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu các cháu ruột của anh chị em với Vũ Quang do Nguyễn Văn Truyền làm trưởng đoàn kính mời đoàn vào dân lễ dân hương. Kính mời đoàn dành phút bạc niệm bắt đầu. Ban tổ chức lễ tang ngoài gia đình xin chân thành cảm ơn, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu gia đình anh em con cháu Vũ Diêm Diêm thôn Hải Đoạn thông gia với Phạm Văn Thêu kính mời đoàn và dân lễ hương. Một nhà đoàn của ông Phạm Mai tháng ngày đi bán nhân. Với tập do Nguyễn Văn Đức làm trưởng đoàn kính mời đoàn vào dân lễ dân hương. Kính mời đoàn dành phút bạc niệm bắt đầu. Anh Cấm ở xã Đông Phong, huyện Tiền Hải do ông Đặng Xuân Mai là trưởng đoàn kính mời đoàn vào dân lễ dân hương.
lễ tang và gia đình xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu gia đình ông Tín, ông Lạ, ông Thắm, thôn Lại Vận xin kính mời đoàn vào dâng lễ luôn. Anh em xóm có với bà ở xã Đông Phong do cành hoa là trưởng đoàn kính mời đoàn vào dâng lễ cho vua thành đoàn. Là quan hệ với bà Yến, con của cụ. Xin kính mời đoàn vào dâng lễ cho hương. Trân trọng kính mời đoàn đại biểu thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban ngành đoàn thể xã Đông Quý do đồng chí Hà Ngọc Chữ, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã là trưởng đoàn, xin mời đoàn vào thắp hương. Đồng chí đã ra đi, xin mời đoàn dành phút mặc niệm bắt đầu. Lễ viếng đã hoàn tất, ban tổ chức và gia đình xin chân thành cảm ơn đoàn. Ban tổ chức lễ tang và gia đình trân trọng kính mời đoàn đại biểu anh chị em khu xóm với anh Đề xã Đông Phong do anh Hoa là trưởng đoàn xin kính mời đoàn đại biểu tập thể lớp